Anh em đây là đợt buộc lăng xê mới này. Mấy anh em vừa rồi mà gọi điện mà tôi hết đấy, thì mấy anh em cố gắng chờ. Tất cả đều là do một mình tôi làm, đều là thủ công hết nhé, không máy móc gì cả. Làm gì có đây, làm gì có máy, tất cả đều răng bằng tay. Bằng tay rất chi là chắc chắn luôn. Đây rằng bằng tay rất chi là chắc chắn. Mấy hôm nay nói chung là sang cửa hàng mới thì khá chi là bận, nên là tôi không có thời gian về câu kéo cho nhiều. Tôi mong cái thời gian tới thì anh em vẫn cứ ủng hộ cái kênh của tôi. Đây hôm nào clip này tôi sẽ làm liền với cả cái video sắp tới đây, thì tôi sẽ cố gắng đi câu lăng xê một buổi. Tôi hướng dẫn anh em về cái cách trộn mồi và lém lăng xê. Ok, lúc nào công đoạn hoàn thành thì từng công đoạn một thì tôi sẽ quay tiếp cho anh em xem. Ok anh em. Đây là lăng xê tôi chuyển cho anh em này. Đấy, lâu lắm rồi tôi không đi câu. Hôm trước thì tôi cũng có nói trong cái clip này, nhưng mà là từ hôm trước cơ. Tôi hướng dẫn anh em nắm mồi. Đây đồ đạc tôi đang chuẩn bị đây. Đây lưỡi câu từ buổi trước anh em nó cầm cầm đi này, nó mang về này. Đây lưỡi câu câu xong anh em cứ để lên máy tính hoặc là cái đít tivi đi thôi, là lưỡi lúc nào nó cũng như mới luôn, nó rất chi là bén. Đây nữa, nay đi tôi đánh một cần nên tôi mang 4 bộ đi để phòng bị đứt. Ok. Mời anh em, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương này. Hôm nay thì sinh viên nó nghỉ nên là quán tôi nó vắng anh em. Đây thấy trời đang mưa này. Đấy, trời đang mưa tôi tranh thủ tôi trộn mồi đi câu lăng xê, bởi vì trời nó mưa thì khách sẽ không có và có ít. Trời mưa thì khách khách gần như là không có, nên là sinh viên hôm nay nó về nữa. Quan trọng là hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, sinh viên người ta về. Đây tôi đang góp mồi lăng xê để đi câu này. Cái này thì tôi đã nhào qua một chút rồi anh em ạ. Đây là cái mà mấy cái thứ mà tôi đánh vẻ phải mồi khóa đâu. Cái này là cái mà tôi gửi cho anh em, cái công thức mà tôi gửi một số thứ theo cái đơn hàng lăng xê anh em nhận đấy. Mục đích tôi làm cái này để anh em lấy lăng xê rồi mà cái tôi tặng theo anh em, trộn theo anh em bóp, cố gắng nó thật nhuyễn ra giúp tôi. Anh em làm giống như tôi này. Cái này của tôi là nhiều bởi vì tôi nhân số lượng gấp đôi lên này anh em nhé. Trời mưa tôi tranh thủ tôi đi câu, bởi vì hôm nay là sinh viên người ta về hết rồi nên là việc chắc chắn là sẽ không không có. Hôm nay là ngày nghỉ mà, tôi định từ hôm qua cơ, nhưng mà hôm nay tôi định từ hôm qua là hôm nay sẽ đi câu cơ, nhưng mà hôm nay mưa mưa to quá, không biết là ra hồ thì nó sẽ thế nào. Còn một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Ý mang ô đi ra hồ ngồi vậy. Anh em bóp thật nhuyễn rồi. Bóp cực kỳ nhuyễn. Anh em làm theo đúng tỷ lệ thì nó sẽ hơi khô này, nó sẽ khô khô như này này.
anh em cho thêm ít nước vào nữa, nhào. Đấy, lăng xê thì tôi cũng có hướng dẫn rồi. Cái lăng xê của tôi anh em câu mà cứ bảo quản đúng như tôi hướng dẫn, câu về xong nó bỏ lên nóc cái đằng sau cái tivi hoặc cái màn hình máy tính, cái chỗ để máy tính ấy, cho nó hút ẩm đi thì lăng xê không bao giờ bị gì, mà lưỡi bén rất chi là lâu. Vừa rồi thì có mấy anh em đến đây chơi lấy đồ thì cũng có nói chuyện, và là hiện tại bây giờ cũng có người làm theo tôi, không làm bắt chước giống tôi làm bán lăng xê một số đồ, nhưng mà tôi nói thẳng cái đồ không thể bằng, không phải gì đâu, không nói là không bằng của tôi, nhưng mà anh em cứ dùng rồi biết xem như thế nào. Mấy cái người nói thật chứ đi sau bao giờ cái kinh nghiệm nó cũng ít hơn rất chi là nhiều. Anh em cái này anh em tự cảm nhận thôi, tôi không cần phải nói. Mấy cái cậu mà cứ nói xấu ở sau lưng tôi để tự lăng xê bản thân mình lên đấy. Đấy, clip này tôi làm từ A đến Z, làm từ cái lúc mà tôi clip này tôi làm rất chi là mất rất chi là nhiều thời gian. Tôi làm từ cái lúc mà buộc lăng xê đến trộn mồi, đến tí nữa tôi sẽ hướng dẫn nắm mồi. Mà ra hồ câu thì ra cần vào vụt lăng xê. Hướng dẫn ở trong cái clip này tôi cố gắng hướng dẫn từ A đến Z luôn. Anh em thấy ông bóp rất chi là lâu, rất chi là nhuyễn. Đấy, nó khô như này. Rồi anh em, bây giờ tôi phải cho thêm ít nước vào nữa. Anh em nhớ chuối nó phải để chuối ấy nhá. Nhớ chuối nó phải để chuối chín đấy. Vẫn hơi khô. Cho thêm nước. Anh em đừng để nó nhão quá nhá. Không để nhọc quá, không để khô quá. Khả năng là hơi ít chắp tàu, tôi sẽ cho thêm nửa quả chắp tàu vào đây nữa. Đây có chắp tàu anh em này. Nửa gói, thêm nửa gói này, thêm nửa gói 2,5 gói.
Rồi ok. Vậy là ok rồi. Chỗ này chắc chắn nó phải hơn 2 cân mồi đấy. Chỗ này đánh lăn xê cả ngày cũng không, nếu mà cá ăn ít thì không thể hết được. Nếu mà cá ăn nhiều thì cũng nhanh thôi. Đấy, đập chặt vào nó còn rất chi ít này. Một cục. Ok, bây giờ tôi sẽ lấy hai cái lăng xê ra để nắm sẵn. Hôm trước ông anh ông ấy thu lăng xê, ông ấy đi câu đưa cho ông ấy lăng xê, ông ấy đi câu ông về vứt một đống này mà tôi không để ý, đùa phá hoại thật đấy. Đấy, dối linh tinh. Đây, tôi câu một cần lăng xê thôi, tôi mang 4 bộ đi để phòng đứt. Đây xốp anh em, xốp mang đi. À, trước tiên là tôi xỏ xốp vào lăng xê đã. Cái lăng xê tôi đưa cho các bạn, cái bước đầu tiên đã có xốp mẫu tôi xỏ thử, xỏ vào đây cho các bạn rồi. Về anh em không phải xỏ nữa, lần sau câu mới phải xỏ thôi. Dối quá. À, hôm trước ông anh ông đi câu về tôi cũng không để ý là ông ấy để lăng xê đâu, không ngờ ông ấy lại bo một đống ông vứt vào nhau này. Đây anh em, móc hạt xốp thì móc hạt không quá to và không quá nhỏ. Nhớ nhớ. Ok đấy anh em, sau cái móc xốp này nắm môi vào
không cần quá lớn đâu, chùm hết cái lò xo là được. Chùm hết lò xo nhưng mà làm sao để phải để cho nó cắm được lưỡi nó không cắm được lưỡi vào trong đây anh em. Dây nào nó mà xoắn thì anh em gỡ ra này cho nó thẳng ra, rồi sau đó anh em cắm ốp lưỡi vào đây, cắm ngược cắm xuôi cái đấy thì tùy anh em, không cần cắm sâu quá, cắm xung quanh, cắm xung quanh để mục đích mà cái lúc mồi mà nó chìm xuống đất ấy thì nó sẽ dễ bung ra. Cái lưỡi câu này, hạt xốp này dễ bung ra, cá nó vào ăn mồi nó dính. Đây là bộ nguyên thủy tôi bán cho anh em là 6 lưỡi. Trong quá trình anh em câu ấy, nó đứt, ví dụ như kiểu nó đứt về sau nó còn khoảng 3-4 lưỡi vẫn câu được bình thường, không sao cả. Tất nhiên anh em có thể bổ sung vào. Đấy, ok, như này là xong một cục lăng xê này. Đây anh em ra cần và chỉ cho móc khóa vào và vụt ra ngoài thế thôi. Còn cái cuối cùng này không cần xiên vào cũng được. Bởi vì cái cuối cùng này là để khi mà nó nổi xuống như này này, nó xuống nước nó như này thì nó đã có một cái gọi nó bung ra rồi, nó sẽ đổi lên như thế này. Tôi rất muốn là đi ra hồ câu mà live stream ở trên YouTube ấy, cho anh em xem trực tiếp nó mới hấp dẫn cơ, nhưng mà thực ra cái đấy nó rất chi là tốn dung lượng mà không thể kham nổi được. Một phút của nó hôm trước là tôi live stream thử là trước là chưa đến một phút đâu, nó loanh quanh mất toi 50.000. Đây chính là cái bài mồi mà thử cho anh em đấy. Cái con bài mồi khóa của tôi khác cơ. Tôi cũng sẽ hôm nay tôi sẽ đi câu thử cái bài mồi mà tôi ghi vào cái giấy đấy cho mấy anh em. Tất nhiên là không phải cá chỗ nào cũng như nhau, chỗ lên cá chỗ không rồi. Những cái tỷ lệ lên này anh em báo về cũng không phải là ít, nó rơi vào khoảng tầm 70-80%, thế là tôi cũng thấy ok rồi. Lưỡi găm ngửa găm xuôi vào không quan trọng anh em ạ, xuống đằng nào nó cũng phải bung ra. Ok, đấy, tôi nắm trước hai cục lăng xê này. Còn cái chỗ mồi này thì tôi sẽ cho vào túi bóng. Mưa ướt hết rồi, mưa ướt hết cả màn hình quay phim rồi. Cục mồi lăng xê mày cho hai cái này vào đây. Rồi ok anh em, hôm nay ngày giỗ tổ Hùng Vương, mưa quá trời quá đất luôn. Trời gần trưa rồi mà nhìn những kiểu trời tối này anh em này, nó đen xì luôn. Đấy, mưa này ướt hết rồi. Tôi sẽ cố gắng đi ra hồ tôi câu thử xem là như thế nào, mưa gió quá. Ok anh em, bây giờ sẽ đi ra hồ. Tôi vừa ra đến nơi này, mưa rất chi là dã man. Đây, tôi vừa ném cần xong. Tôi tưởng ra hồ hôm nay không ai câu, nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ nên là rất đông. Cả tôi nữa là 6 người, đây một người bên cạnh nữa. Này, ngồi dưới mưa câu này. Đây, tranh thủ đi. Này, bắt đầu để đây, để điện thoại đây, quay.
trong lúc chờ đợi thì nắm trước mà. Nắm trước lăng xê để mồi đi, để tí chỉ việc ném thôi. Rồi, ok anh em, tôi sẽ tạm dừng video ở đây. Tí nữa nếu mà có hàng thì tôi sẽ quay. Dạ. Em đầu tiên. Mưa quá anh em ạ. Mưa rất chi là dã man. Khoảng tầm 15 phút dính một em đầu tiên. Kiểu này chắc cũng không ngồi lâu được chú ạ, mưa nó dột vào người lạnh quá.
Con rô phi đấy là ngon hơn con trôi. Để rán ăn ngon hơn. Đang bị đói tụt huyết áp rồi. Hay tay cháu bị run à? Bắt đầu tụt huyết áp rồi. Cháu cứ đói phát là tụt huyết áp và tay run. Cái gì nữa? Lắm ông cứ ngồi bảo là chứ đó mẹ các ông chỉ có bắt lạt hồ dịch vụ và định dạ ông ra ông bắt lạt hộ tôi cái. Chú công nhận không? Hả? Mà lắm ông cứ bảo là mẹ các ông chỉ có hồ dịch vụ được chứ bắt lạt hồ dịch vụ và các ông ra không hồ dịch vụ hộ tôi cái xem các ông có chết không? Thôi ok anh em, mưa lắm. Tôi dừng ở đấy đây. Dài quá. Cũng khá khá đấy chứ.
nổi bật quá. Tầm này mà trôi này mà không khóa cần nó vít một phát vào trong cây này. À, nếu mà lôi máy ra thôi. Nó lôi phát nó mất hình vào trong này. Ô hồ nhà này có một lần là có bắt được cái con thụt ra chú. Đấy. Mưa gió. Tôi hướng dẫn từ A đến Z này, về mà bạn nào hỏi nữa thì chịu chắc không xem video nhé. Em trộn theo cứ bấm nhuyễn thì được, giống như tôi làm ấy. Lại dính luôn rồi, lại dính rồi. Này hơi nhẹ, không biết là con gì. Dâu phi hoặc cá chim. Cái gì này? Trôi con à? Nó là trôi bé tí.
nhau ở đây. Vô lý nhỉ, cái phao nó sao lại cột được ra ngoài. Con này to đấy. Anh mưa lắm rồi không quay nữa, mưa lắm không về để quay được. Ngồi tiếng rồi, được 4 em rồi. Mưa bất thiểu này, toàn nghiện câu này, ngồi mặc áo mưa câu. Mưa to quá. Xuống bên kia. À, chú cá đây. Bác làm thính chưa? Vừa làm xong. Cảm ơn.
Đấy, anh em hàng này. Ui trôi 246 trôi một chim nó đi về đấy, kết quả đây anh em, ngồi mấy tiếng thôi, hơn 2 tiếng được một con to này. Ok. Ui giời, con này về, con này về không khéo phải 20 ấy. Con này mà không dắt chó đi chơi. Con này không bỏ công đi câu một ngày. Gọi thằng Nghĩa quay xuống nó cầm kích nó dí xong bê lên chứ không có địt vẹ là tổ ra nguy hiểm. Dắt chó đi chơi à? Ôi, ôi. Dân căng thế đứt linh. Cầu phát lên thẳng luôn. Ném hộ. Có phê đấy. Đây anh Tuấn bảo không móc gần này đi. Bảo cất đi làm gì. Gần kiếm cá đấy. Từ lúc em xuống 3 con rồi đấy. Ừ, 3 con rồi gần này. Nói coi 9 con rồi. Thế có định móc được không hay là thu gần này? Thôi thu này đi. Em nghĩ là nó phải nổi lờ lờ mặt nước theo đàn thì mới ấy được. Ơi dành anh ấy túi đi. Mang về cho mua 5 cân thịt cho kho một nồi ở đấy mai chuẩn bị quán cơm. Rồi ok. 9, tròn 9 con. Để nguyên lên chán quả. Đây anh em toàn bộ sản phẩm đánh lăng xê hôm nay đây này, 2 4 6 8 9, chính xác là 10 con, đây cả con này nữa. Đây con này nhỏ. Chính xác được 10 con này. 9 con trôi và một con cá chim. Đây anh em lấy lăng xê thì không cần phải hỏi nữa, để cứ làm theo cái hướng dẫn của tôi ở trong, thứ nhất là anh em đọc ở trong cái tờ giấy làm theo hướng dẫn. Đấy lăng xê này. Rất trên là bén. Đó. Lăng xê của tôi là thuộc dạng anh em không phải gì đâu, nhưng mà anh em cứ dùng đi rồi so sánh với cả các loại lăng xê khác của người khác bán. Ok. Anh em cái này anh em tự kiểm định. Còn cái trộn ấy thì cái trộn mồi thì tôi có ghi đấy rồi, anh em cứ làm theo hướng dẫn. Ok. Đây là cái bài mồi mà tôi đưa cho anh em này. Nếu hôm nay cá cũng khá ăn này. Nếu mà hôm nay mà tôi đánh bằng cái bài mồi khóa của tôi thì chắc chắn nó ít nhất phải được nhiều hơn như này, ít nhất phải được nhiều hơn khoảng tầm 5 con. Ok anh em. Đây anh em, đây là một cái công đoạn cuối cùng khi một của một bộ lăng xê đến với cả tay anh em này. Một hướng dẫn sơ sơ này. Đây là hướng dẫn sơ sơ, đây là cái bài mồi tôi hướng dẫn anh em này, có hình ảnh minh họa bên dưới này. Anh em chú ý đọc giúp tôi kỹ một chút và làm theo hướng dẫn. Ok. Ok, một cái hộp lăng xê được rất lâu rồi. Bây giờ đóng nó sẽ có hình thức như thế này. Đây là 5 bộ lăng xê. 5 bộ lăng xê của một bạn. Bạn này tít trong Gia Lai. Đây là gói mồi tặng theo. Gói mồi tặng theo này để anh em câu thử. Nếu mà sau này nếu mà câu được cá thì anh em alo tôi, ok. Tôi sẽ chuyển. Và đây là xốp đóng theo để cho anh em câu lăng xê. Đây vừa hay chỗ này còn đủ đóng cho một bạn. Chút nữa tôi lại thay đổi xốp vào đây.
cái số lượng xốp này đủ câu cho anh em cả năm rời. Nếu mà mỗi câu lăng xê không, anh em phải câu được cả năm nó mới hết được. Đấy, tờ hướng dẫn sử dụng lăng xê và mồi câu thử, cái này gọi là mồi tặng anh em, tặng theo một hộp. Mà anh em lưu ý là chuyển phát nhanh ấy, ít nhất là 3 bộ trở lên thì mình mới chuyển, có nghĩa là một bộ nó 50.000, có nghĩa là 3 bộ hết 150.000 đấy. Còn đây của bạn này là hết 250.000, còn chưa tính tiền COD. Tiền COD các bạn phải chịu rơi khoảng 20-30.000 nữa. Đấy, ok. Đây là một hộp như này là ok, là xong này. Ngày mai sẽ có chút nữa đây thì tôi sẽ có dán mác, dán tên và họ tên địa chỉ vào đây. Ok anh em. Anh em nào muốn lấy bộ lăng xê của tôi ấy, thì để lại số điện thoại và tôi sẽ tự động liên lạc với cả anh em. Tôi rất cảm ơn anh em cái thời gian qua đã tin tưởng cái bộ lăng xê của tôi. Nói thật là bộ lăng xê của tôi thực sự là tôi dùng cũng như anh em cảm nhận là rất chi là giữ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Người ta bảo tiền nào của nấy. Ok anh em. Anh em cố gắng xem hết cái video của tôi. Nếu mà anh em nào mà không xem hết video thì lên tua lại và xem từ đầu để hiểu cái quá trình của tôi từ đầu đi câu lăng xê đến quá trình tôi gửi cho anh em. Anh em hãy câu và cảm nhận cái bộ lăng xê của tôi với tất cả các cái bộ lăng xê của người khác làm. Và anh em sẽ thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn. Còn chất lượng như thế nào thì do anh em kiểm định. Ok.